xe máy không nhích nổi trong biển nước. Cống thoát nước thì bung nắp, nước chảy xối xả. Phải đến 3 người canh chừng không cho người dân qua lại. Đây là những hình ảnh ghi lại tại khu vực chợ Thủ Đức thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cơn mưa chiều ngày 15 tháng 5 năm 2024, trận mưa lớn và kéo dài khiến khu vực này ngập sâu trong nước. Đáng nói, hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân tại khu vực này mới được khánh thành chưa đầy một tháng trước. Chiều ngày 16 tháng 5, tại buổi họp báo kinh tế xã hội định kỳ của thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố Thủ Đức đã thông tin liên quan đến hiện trạng này. Theo ông Mai Hữu Quyết, là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, cơn mưa chiều ngày 15 tháng 5 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, nặng nhất là đường Dương Văn Cam ngập sâu hơn nửa mét. Khu vực chợ Thủ Đức thì báo với anh chị, chợ Thủ Đức gần như là khu vực này là vùng trũng của trong cái khu vực đối với quận Thủ Đức. Và cái cao độ của khu vực chợ Thủ Đức so với ngã tư Thủ Đức nó hơn 20 mét. Có độ cao trên lệch hơn 20 mét. Và so với đường Phạm Văn Đồng ở bên trái thì nó cũng khoảng 2-3 mét. Và các tuyến đường là nối với chợ Thủ Đức thì rất là dốc. Cho nên này khi mà có lượng mưa lớn thì nó tạo một cái dòng chảy rất là xiết và gây ra vấn đề ngập ở chợ Thủ Đức. Và cái thứ hai nữa là vấn đề thoát nước ở chợ Thủ Đức thông qua đập cầu ngang. Thì đây đập rất là nhỏ, chỉ khoảng 5 mét thôi. À, thời điểm mưa thì rất là lớn. Để chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức, ông Mai Hữu Quyết cho biết địa phương đề ra 5 giải pháp công trình, cụ thể cải tạo hệ thống thoát nước cho các tuyến đường Võ Văn Ngân, Dương Văn Cam, Hồ Thị Tư, Đặng Thị Rành, mở rộng rạch cầu ngang lên 9m, mở rộng rạch Thủ Đức, điều tiết chiều cường. Tuy nhiên, đến nay mới xong một giải pháp là công trình thoát nước trên đường Võ Văn Ngân. Do vậy, về tổng thể thì khu vực này vẫn ngập khi có mưa và chiều cường. Cơn mưa chiều ngày 15 tháng 5 vượt khả năng thoát nước theo thiết kế. Cụ thể, lượng mưa trên đường Dương Văn Cam trong 2 giờ đo được 126mm, trong khi hệ thống thoát nước chỉ đáp ứng được lượng mưa 76mm. Công suất thiết kế của đường Võ Văn Ngân thì nó nằm ở trống cấp 3, nó chỉ là khoảng 75,88mm thôi. Và cái thứ hai là độ dốc, nó như vậy nó tạo thành dòng chảy xiết cho nên nắp cống nó bị bung ra, thì là có hiện tượng này. À, ngoài ra thì do độ dốc cao và nước chảy mạnh thì có một số cái nơi nó bị bong gợp mặt đường. Cũng nhỏ nhưng mà nó không ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của phương tiện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức khẳng định dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân mang lại hiệu quả bước đầu. Cụ thể, nếu như trước đây có 2 điểm ngập trên tuyến đường này, ở đoạn trước nhà thờ và nhà thiếu nhi thì cơn mưa chiều qua không còn ngập. Thứ hai là không còn tình trạng nước mưa chảy xiết và thời gian rút nước nhanh hơn.